Xin chào tất cả anh em nhé. Sáng nay đào cái châm vối to mệt quá, chiều nay nghỉ nên chậu cho mấy cây sung siêu trái này. Thì đây tôi có chuẩn bị 5 cái chậu này. Đất thì có trộn một tí, một ít phân vi sinh. Phần cái đất này nó tơi xốp. Mấy cái cây sung này thì trước khi lên chậu thì cũng phải bỏ bớt cái bầu đất này ra anh em ạ. Cái bầu đất đây là đất bùn đấy, nó không phát triển được, bỏ hết. Cái dòng này thì tí nữa thì cũng cắt hết quả đi anh em ạ. Cắt hết quả đi thì nó ra thì nó, sau này nó quả nó nhiều mình vặt cũng không nổi đâu. Cái sung này thì sung siêu trái, quả không quan trọng, tí vặt hết. Mới cả cắt định hình lại. Trước hết là tôi phải rũ hết bớt đất, cái đất bầu ra, xén cái rễ ra. Để tôi làm một cây rồi anh em xem nhé. Chứ nhiều anh em mà ví dụ như là đi mua cây phôi về như này này, mà anh em tham quả là cái cây này nó trột luôn anh em ạ. Mà nó cũng rụng hết à. Mấy cái này nó cũng rụng hết. Lúc mình chơi cây nó chưa thành hình thì mình đừng có tham quả. Vặt hết. Nó xài lắm cái dòng này. Tí nữa con rết nó cắn. Càng bỏ bớt đất thì càng tốt. Mỗi cái bể nó đẹp thì bỏ cái dây cọc đi, sau này bể nó mới lan. Anh em nào mà sợ nó chết thì anh em cứ để này ít đất này. Còn càng bỏ ra nhiều đất thì càng tốt. Đây, xong rồi đặt nó vào cái chậu như này. Mình dựng cho nó một cái dáng là nó đẹp nhất. Nói chung là những cái cây như này thì cái chậu như này cũng chưa phải chậu chuẩn của nó đâu anh em ạ. Trước mắt là cứ thế này. Mình trồng cho nó đúng dáng để mình tạo cho nó dễ, rồi sau này mình thay cái chậu khác cũng được. Tôi thì tôi thích cái dáng như này. Giặt đến đây thôi anh em ạ. Lấp đất kín vào đây. Tưới rửa ẩm là ok.
Đây anh em, sau một hồ trồng xong rồi đây. Bây giờ thì cái công việc là mình phải vặt hết cái quả đi anh em ạ. Vặt hết cái quả đi rồi chăm nó tốt rồi mình tạo thành dáng hình thì bắt đầu mình cho quả lại. Mà cái loại này thì cũng không phải ép đâu anh em ạ, không phải cắt ép gì đâu, nó tự nó ra quả thôi, tại vì cái dòng siêu quả này. Video này tạm biệt tất cả anh em nhé.